đến bao giờ mày mới hết mỏi cái thói hoang tàn đi? Bao nhiêu tiền đi đi cờ bạc? Em xin lỗi. Lên đây. Thằng già kia. Thằng già kia. Đừng lại. Thằng vẫn chạy. Mày đến đây làm chi? Mày đánh mẹ tao á? Mẹ xin con. Mày bỏ tay ra. Mày gọi nó đến đây đánh tao phải không? Không. Em không bỏ. Mẹ bỏ tay ra. Mẹ xin con. Mày bỏ. Mẹ bỏ tay ra. Thật tôi hoang. Mày bỏ ai con hoang? Con ơi. Mẹ xin. Đừng muốn mày đánh mẹ tao phải chưa đây? Mẹ xin con. Mẹ xin con. Thằng già, mày như nào? Mẹ xin con. Mẹ xin con mà. Mẹ đã. Mày đây. Dám đánh ông ấy? Sao mày dám? Sao mày dám đánh ông ấy? Vì nó đánh mẹ. Mày cút đi! Mày cút đi! Sao mày dám đánh ông ấy? À, mày cút đi! Mày điên à? Mày bỏ anh em chúng tôi theo thằng già này. Đáng không mẹ? Cút. Cút ngay. Bà theo tôi làm gì? Hả? Tưởng phải cho bà già này tiền à? Hả? Sao phải chạy nhanh thế? Đời tôi còn mỗi cái xác khô này thôi. Mẹ có lấy không?